Hiệp Sĩ Mù, bộ phim được mong chờ trong nhiều tháng qua do nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đầu tư, đã có buổi ra mắt hoành tráng vào tối 25 tháng 9 với sự tham dự của đông đảo giới văn nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Phim Ngày Khi Bấm Máy vào năm 2013 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng vì là bộ phim điện ảnh đầu tiên do Đàm Vĩnh Hưng làm nhà sản xuất, đầu tư gần 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, phim lại nhận được nhiều lời phê bình khen chê trái chiều ngay khi phim tung những teaser đầu tiên. Phim do Lưu Huỳnh làm đạo diễn, bên cạnh những tên tuổi quen thuộc như Bình Minh, Quốc Cường, Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Ngoan, Thương Tín, phim còn có những gương mặt lần đầu đóng phim như Ngọc Thanh Tâm, Thúy Vinh hay Đàm Vĩnh Hưng cũng tham gia trong một vai phụ trong phim. Hiệp Sĩ Mù thuộc thể loại phim hành động hài. Chuyện phim xoay quanh cuộc đối đầu giữa gã giang hồ gần như mất hết nhân tính với cô gái mù lương thiện muốn đòi lại đôi mắt thần kỳ đã bị tước đoạt. Thông điệp của bộ phim chính là câu chuyện nợ máu không thể trả bằng máu hay tiền bạc mà còn là tình yêu thương giữa con người. Phim gây ấn tượng bởi những màn võ thuật đẹp mắt. Âm thanh đạt chuẩn Dolby Atmos là chuẩn đỉnh cao của kỹ thuật thiết kế âm thanh hiện đại trên thế giới. Tuy nhiên, câu chuyện giữa các tuyến nhân vật chưa được xử lý đều, nhân vật nữ chính khá mờ nhạt, không tạo ấn tượng, lời thoại kịch và giáo điệu. Phim sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 26 tháng 9.